Xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Săn Bắt Hậu Giang của mình. Các bạn xem video thấy hay, các bạn cho mình một like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Ok, bữa nay mình xin giới thiệu cái mẫu ná mà mình đang bán nha các bạn. Ok, đây là ná của mình bán chỉ từ 20k. 20k mình nhắc lại nha, chỉ từ 20k tới 130k. Ok, đây là khẩu 130k nha các bạn. Phượng hoàng bạc, phượng hoàng bạc nha các bạn. Ok, nó có hai thước ngắm. Cái này cầm rất là ôm tay. Nè các bạn xem nè, rất là vừa tay luôn nha. Khi bán nó sẽ cầm một cây lục giác để các bạn tháo gỡ lau chùi. Cây này là bằng thép đúc nha các bạn. Phượng hoàng nè, các bạn thấy hình con phượng hoàng không? Ok, nó là phượng hoàng bạc. Các bạn, cái thước ngắm này nè, thì mình tháo ra tháo vô chỗ này. Còn cái này gài dây thì các bạn biết hết rồi ha. Kẹp dây, dây kẹp nè. Dây này là dây 1 ly 2. Dây dài nha các bạn. Dây dài 1 ly 2. Khẩu này là mình bán 130k. 130k nha các bạn. Phượng hoàng bạc. Video trước á, mình có test thử cái khẩu ná này cho các bạn coi rồi đó. Bạn nào muốn tìm hiểu các bạn quay trở lại video trước của mình, các bạn xem nha. Mục tiêu mà mình bắn rất là nhỏ, các bạn cứ quay lại xem là các bạn thấy thôi. Ok, bây giờ bỏ nó qua một bên. 130k. Kế tiếp 120k. Khẩu này chính là ABS phủ titan, có đèn UV và thước thủy. Đèn UV đây các bạn. Ok, cái này để ngắm ban đêm nghe, rất là ok các bạn. Thước thủy. Thước thủy này dùng để bắn truyền thống, bắn theo kiểu truyền thống. Các bạn hãy ngắm theo thước thủy. Khẩu này là ABS phủ titan 120k. Còn cọng dây này nè, các bạn được quyền tùy chọn. Mình có nhiều loại dây, 1 ly 8 chấm, 1 ly 1, 1 ly 2. Các bạn lấy dây nào các bạn lấy. Ok, các bạn xem hàng thoải mái. Ok, 120k ABS phủ titan. Rồi bây giờ kế tiếp. One hit. One hit thân thẳng. One hit thân thẳng. Ok, one hit thân thẳng. Cái này nó có hai cái lợi. Một là các bạn xài dây kẹp. Ok, xài dây kẹp. Hai là các bạn có thể bỏ cái thước ngắm này đi. Bỏ cái thước ngắm ra và gài dây vào đây. Nó giống như cây ná nhện dây gài vậy đó các bạn. Các bạn muốn gài thì gài, muốn kẹp thì kẹp. Tức là nếu như nó lỡ nó có hư, hư chỗ dây kẹp thì các bạn xài qua dây gài. Nếu không, nhưng mà mình nghĩ là nó không bao giờ hư đâu các bạn. Các bạn để cần thước ngắm thì các bạn gắn thước ngắm vô. Cây này rất là ok. 110k. 110k nha các bạn. Dây cũng vậy, tùy chọn. 8.1 ly. 1 ly 1, 1 ly 2. Các bạn muốn lấy dây nào các bạn lấy. 110k. 110k giá học sinh.
để nó qua một bên. Ok, tiếp theo là 100k. Quanh hết thân cong. Quanh hết thân cong. 100k. Hai thước ngắm. Hai thước ngắm. Dây tùy chọn. Hai thước ngắm dây tùy chọn. Khẩu này là khẩu mình đang chơi. Mình rất là thích nó bởi vì cái độ ngắm của nó rất là chính xác. Kể cả là cái cách cầm cầm nó vô tay rất là đã. Mình ngắm bên nào thì mình để thước ngắm bên đó, còn một cái mình có thể gỡ ra và cất đi. Không cần thiết phải bỏ hai cái làm gì. Dây cũng tùy chọn. Quanh hết thân mập cong 100k. Ok, 100k. Sẵn đây mình nói luôn bịch đạn. Đạn 7 ly. Đạn 7 ly. 1 kg 55k. 1 kg 55k. Nó rơi vào khoảng 714 viên. Trung bình của nó là 714 viên. Đóng gói cần ký cho nên nó không thể chính xác số lượng bi được. 713, 714, 715, 716. Nó vòng vòng ở khu đó các bạn. 55k. 55k. 1 kg 1 kg hết các bạn. Đây đang còn một thùng bên này nữa nè. Hàng ná ní cũng đang còn một thùng như để bỏ nó. Này lấy ra một chút ít quay phim nè, khỏi mất công dọn dẹp. Bây giờ dít nè. Ok, bây giờ tiếp tục tới cây ná. Hồi nãy là tới cây quanh hít thân cong 100k. Bây giờ là 70k. 70k ná nhện. Có ốc vít, ốc dạng. Ok, mình nói luôn. Những cái hàng mà các bạn mua dù là ná nào nó cũng sẽ kèm theo phụ kiện tháo mở lắp ráp. Ví dụ như cây ná nhện này sẽ có đi kèm một cây lục giác. Đầu này đầu lục, đầu này cũng lục, đầu này đầu tứ. Đây, để bạn tháo mở khi đi bắn đem theo rất là tiện nha các bạn. Cũng như thằng này, các bạn cũng sẽ dùng cái cây này, sẽ có mình sẽ tặng cái cây này cho các bạn đi kèm để các bạn tháo ra tháo vô. Thay dây, có thể các bạn thích dây ngắn, có thể bạn thích dây dài. Ok, ná nhện gài dây à, ná nhện ốc ốc vít dây kẹp đó các bạn, không phải gài nha, không phải gài dây nha, không phải cái dây gài đâu nha, mà loại này là loại dày nha các bạn, không phải loại mỏng nha. Nè các bạn cứ coi kỹ nha. 70k mình nói lại luôn, 70k ná nhện, 70k. Ok, bây giờ tới khẩu ná 20k. Khẩu ná 20k ná gỗ, vừa bán vừa cho 20k. Các bạn nghĩ đi, nếu mà làm được một khẩu ná này bằng gỗ nha bạn, gỗ đẹp nha, không phải là bằng nhánh cây đâu nha, bằng gỗ nha, mình bán 20k giống như vừa bán vừa cho rồi đó. Vừa ná, vừa dây, vừa cong, chỉ có 20k. Cộng dây là không thôi đã 10.000 rồi. Các bạn mua dây cũng 10.000, có chỗ bán 12.000, chỗ bán 15.000.
mình bán 10.000 dây kèm khẩu ná kèm công chỉ có 20k, khác gì vừa bán vừa cho, đúng không các bạn? Khác gì vừa bán vừa cho 20k. Dây á 1.2 thì giá của nó là 12k. 12k. Còn các loại dây khác 10k. 10k luôn các bạn. Còn dây này là 12k. Tất cả mặt hàng mình không bao ship. Bởi vì mình bán những giá này mục đích chính chỉ bán cho những người ở gần, ở thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Các bạn mua gần á thì các bạn đỡ tiền ship, không tốn tiền ship. Bạn xài cây ná đúng với chất liệu, chất lượng của nó. Ví dụ như cây này mình bán có 20k. Các bạn đi mua một sợi dây 10k, 15k về lấy gì bắn? Cột vô tay hả? Ok, thêm 5k, 7k là ra 20k sẽ được cây ná này. Rất là dễ chơi đúng không các bạn? Còn nếu mà mua trên mạng, mua qua ship thêm 30-40 ngàn thì nó không phù hợp với cái cây ná này. Ví dụ như các bạn muốn mua của mình ở xa, các bạn muốn mua cây ná có 20 ngàn, ship thêm 40 ngàn ra 60 ngàn, 60 ngàn hoặc là ship 50 ngàn nhưng bạn ở xa ra 70 ngàn. 70 ngàn thì đi mua cây ná nhện, đi mua cây ná nhện này ở một cái shop nào ở gần á, có phải khỏe hơn không? Mình khuyến khích các bạn luôn nha, thật sự khuyến khích. Nếu các bạn có chỗ nào gần thì mua, nó đỡ tiền ship, giá cả thì ở đâu nó cũng vậy. Còn bạn nào muốn mua của mình thì các bạn phải chịu, chấp nhận chịu tiền ship nha các bạn. Tại vì mình bán giá rẻ thì mình không bao ship nữa. Những bạn nào ở gần thì ghé mình, các bạn mua các bạn biết. Khẩu này bán 130k cũng như vừa bán vừa cho nha các bạn. Tất cả đều là như vậy. Ok, các bạn mua gần, các bạn xem hàng, các bạn lựa thoải mái. Rất khuyến khích các bạn mua, tìm chỗ nào gần mà mua, chứ không phải là cứ thấy có người mua là có người mua là mình bán. Các bạn mua của mình thì mình cảm ơn, nhưng mà các bạn lại tốn một khoản ship, nó không xứng đáng cái cây ná của các bạn mua. Ok, video mình tới đây xin kết thúc. Các bạn xem video, các bạn giúp mình, cho mình một like, đăng ký kênh, ủng hộ mình nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.